Vâng, xin chào tất cả các bạn. Sau một thời gian dài vắng mặt ở trên cái thị trường điện thoại thì hôm nay tôi lại quay trở lại, tôi làm một đoạn video ngắn ngắn để giới thiệu sơ sơ qua cái box ATF, cái box mà gần như chúng ta đã coi như nó bị tuyệt chủng rồi đấy, nó sập server rồi. Thì tất nhiên là chúng tôi vẫn mở lên mà chúng tôi vẫn làm muốn đóng những con máy cỏ. Bây giờ cũng có rất nhiều người hỏi là mua box gì để làm những cái máy như Nokia 1280 ấy, thì thoảng nó còn sót lại một vài con nó chưa tuyệt chủng, nó còn trên thị trường ấy. Thì tất nhiên là câu trả lời vẫn chỉ là ATF thôi. Như các bạn nhìn đây, nó vẫn đang chạy bình thường đây. Thì tôi sẽ bắt đầu, tôi sẽ chọn cái, tôi đang test một con 1280. Đây, 1280. Tôi scan phone. Ok, nó scan được ra thì nghĩa là nó sẽ bẻ được mã bảo vệ rồi, cái đấy thì không thể chối cãi được rồi. Đây, nó sẽ sang cái phần lock anime này. Đây, chúng ta sẽ phần reset on này. Tuy nhiên nó reset on như thế này thì nó sẽ bẻ mã bảo vệ rồi, rất đơn giản thôi. Còn để làm thế nào để có được cài được cái bản ATF này thì các bạn sẽ làm ơn đăng ký kênh giúp mình và comment giúp mình để mình hướng dẫn nhé. Hoặc là có thể nhắn tin trực tiếp vào cái Zalo 0966 815 456, tất nhiên vẫn là lòng mobile 2007 thôi chứ chưa thay đổi đổi họ gì cả, cũng chưa phá sản nên chưa phải thay đổi họ. Nên cảm ơn các bạn rất nhiều, chào các bạn.